Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Job Simulator Ultimate 2019 bản update ngày 5 tháng 9, bản mới nhất vừa rồi của Zuka. Và trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về một chiếc xe. Ở trước thì mình đã làm hai chiếc đắt nhất ở bên châu Âu và Mỹ rồi. Hôm nay thì mình sẽ làm một chiếc chắc là đắt thứ nhì ở bên châu Âu đi. Cho anh em nào chưa có dịp trải nghiệm hay chưa lái thử con này, chúng ta sẽ có đánh giá. Đây, thì đắt nhất là các bạn kéo sang bên tay trái này, và chúng ta sẽ có xe đắt nhất là con Mẹc này. Con Mẹc 1851. Rồi, đây chính là chiếc xe đắt nhất ở bên châu Âu. Con này là con Astro 1851 2020 và 3 cầu, 6x4, tức là có 3 chân. Và lần trước mình có là video con này rồi, hôm nay mình sẽ làm con này. Con phía sau của nó luôn, đó chính là con Renault Terranger 2021. Đó, con này có khi là còn mới hơn cả con Mẹ kia. Con này bản 2021 luôn, cũng 3 chân, cũng 3 chân, 3 cầu. Nhưng mà con này có cái thông số của nó thì không được ngon lắm. Thứ nhất là về độ khỏe, cái sức mạnh của nó chỉ có 380 HP tương đương với 380 mã lực, nó khá là yếu luôn ấy. Rồi, về motor tour thì con này quay là 165 Newton vòng một phút. Đó. Xăng thì ăn là 11 lít trên 100 cây và cái bình xăng của nó là 600 lít. Rồi, khi các bạn xem một cái xe, thông số quan trọng nhất đó chính là cái phần mã lực với cả cái thông số về bình xăng. Còn cái những cái ăn xăng hay là cái vòng tua chả quan trọng lắm với game này. Nói xe cái HP nó càng to thì nó càng khỏe, nó tải nặng, hoặc là xe kéo trong này khá nhiều xe là chúng ta là một xe đầu kéo, nhưng đầu kéo nó còn kéo thêm một cái mỏ nữa cơ, nó là bằng FF thì phải. Đó, con này thì cũng đắt, 250k. Ôi dồi ôi, cũng chát chứ không phải rẻ đâu. Rồi, đây là cái con màu đỏ đó, nhìn ngoài cũng khá là ngầu đấy. Con này hình như là mình mua rồi. Đây, Ranger 2021 6x4. Đây, mua chạy thử cho các ông xem con này chạy như thế nào. Giá 230k nhá. Để mình kiểm tra xem nó còn ở công ty không. Tại vì những cái xe này sau khi mua xong mình sẽ đẩy cho tài xế chạy hết thì mình cũng không lái đâu. Đây là cái văn phòng ở bên Đức. Mình mới mở thêm một cái văn phòng bên Đức. Hiện tại mình đang có 4 văn phòng rồi. Đấy, ở Việt Nam, Brazil, Mỹ. Ở Brazil thì toàn xe đều thôi, toàn cái xe BCM có 43k thôi. Ở bên United thì toàn là xe đầu kéo Mỹ. Đây, chính là cái xe ở bên Việt Nam đây. Đó. Trước thế anh em hỏi là tại sao mà mua rất nhiều xe mà nó không hiện ra xe ở trong cái gara này. Thì mình cũng chưa hiểu lắm, anh em hỏi nha. Thì mình cũng đã bảo là các bạn nâng office lên, nâng office max lên. Nếu mà nâng lên đây, xe nó sẽ đổ ra về chứ nó sẽ đổ ở đây. Đây, những con màu đỏ là mình đã quay video rồi. Đó, không biết nó đã về chưa hay là tài xế nó vẫn đang chạy như con này thôi. Con này không phải, con này có 3 chân thôi, hình như chưa về đấy sao. À đây đây đây, con Renault đây này, chính là con này. Đây, con Renault này chính là con xe này này. Đấy, con chính là nó đấy. Đó, đây là bãi Level 5 rồi. Tất nhiên là một số xe nó sẽ không hiện ở đây, dù các bạn mua 40 xe nhé, nó chỉ hiện một số xe thôi. Tại một số xe nó sẽ đổ sau bờ tường này này. Nó sẽ đổ đối diện xe này, nó sẽ có một cái bờ bãi nữa. Phía dưới này chúng ta có một bãi nữa này, nhưng mà game này nó không sâu hết là 40 con xe đâu. Anh em nâng VIP để chúng ta cũng chỉ nhìn được một số xe đại diện thôi. Còn một số xe nó sẽ hai đường đi. Đó, đây, một bãi nữa này, bãi này máy phát điện. Đây, 40 xe của mình thì nó cũng chỉ tầm, mình chỉ nhìn được một số hàng này thôi. Đó. Còn đồng kỳ chia xe về chưa thì các bạn vào job này nè. Đấy, rất nhiều ông hỏi nhiều câu hỏi, các bạn ấn vào cái ba người này. Đây là xe của mình nó cũng chưa về hết đâu. Đây là văn phòng ở Việt Nam này, 4 văn phòng, các bạn ấn vào mũi tên này này. Ở Đức nghe các thứ ở ấy, nó kéo lên đây. Ở đây văn phòng Việt Nam này. Văn phòng Việt Nam mình đang cũng có như là 10 xe đang chạy rồi. Hình như mình mua có mười mấy xe thôi. Còn đâu những xe là về bãi này nó chờ đây này. Rồi bây giờ mình sẽ ba gara nhá. Chọn cái con Renault kia, review thử độ xe luôn. Đây cái con mặc định của mình đây. Mình chọn con nào thì con đấy chính đích thân mình lái nhá. Còn tài xế thì nó sẽ không lái con này nữa. Đó.
Rồi mình sẽ chọn cái con Renault 2021. Các bạn cứ nhìn cái văn phòng theo nước nhá. Ví dụ văn phòng Việt Nam, xem mình đang đỗ ở Việt Nam à. Thì cứ nhìn cờ, có cờ Việt Nam này. Xong tìm đến xe, nhìn theo năm ấy. Đâu nhỉ, nó là con Renault. Không có thì lại mua. Đây, chính là con này. Đây, chính là cái con này. Con mình vừa xem ở trong cái showroom ấy, 230k ấy, chính là con này. Con này thì mình chưa quay video, chưa độ. Bây giờ sẽ độ này. Cứ con nào quay video thì mình sẽ độ lên. Đấy, một thằng về mà đi 30 xa được có 930 tiền. Màu đỏ. Độ đèn nữa. Đó là cái xe dễ nhận diện nhất. Đấy, chọn cái dàn đèn này, nhìn cho nó oách oách đi. Đấy, ở chế độ thì chúng ta sẽ có cái đèn ở phía trên nhá. Đèn này cũng đẹp lắm. Con này thì không có đèn trên, mình thích cái xe có đèn trên hơn. Con này, bản này cũng không có đèn trên. Nhiều phải lăng độ cái bản này rồi. Đây, nhìn một người này, cỡ này này. Đây, mình sẽ lấy cái level 4 này. Rồi quay lại mình chu con này đã. Con này chưa chọn là mặc định này. Đấy, khi nào nó hiện lên đấy là cái con này mình sẽ lái con này thử nhá. Con này có 480 HP thôi. Đây là cái mà khi mà chưa móc công này. Ý ra bãi review chi tiết bên trong các kiểu móc như nào. Rồi, giờ lên đường thôi, nhận job. Rồi mình sẽ đi một cung gần gần thôi, khoảng 300 cây trở lại thôi. Xa quá đi cũng mệt lắm, lòi phèo đấy các bạn. Đấy, đều giá của cái cung này xem nào. Tại mấy cái cung mặc định này nó không có cái cung tán cung 1.000 cây cho mà đi. Đi 1.000 cây mà được ít tiền vãi ạ. Cung này thì mình sẽ cho tài xế nó lái này. Đó. Quan sát được bao nhiêu tiền thì mình chơi thôi. Phải đi xa thế mà. Hoặc là ghét chỗ này sẽ cũng là gần gần. Thỉnh thoảng nó có cung 87 cây hay cung 19 cây này. Ừ, 19 cây thì đi nhanh quá nhỉ. 19 cây thì không có trải nghiệm. Để chờ một tí là chúng ta sẽ ghét được. Đó. Thực ra là khi mà chơi game này thì lái rất ít nhá. Thực sự mình lái rất ít. Chủ yếu là mình thuê tài chạy mở văn phòng. Nói chung là quản lý thì không phải chạy nhiều đâu. Thỉnh thoảng làm một số con xe cho mọi người xem trải nghiệm như nào, chia sẻ về cảm giác lái khá là thú vị. Chứ còn nếu mà tập trung vào lái thì cái bản này không tập trung vào lái mà chúng ta tập trung quản lý mua xe về thuê tài xế chạy thôi, không phải làm gì cả. Còn nếu mà các bạn chạy thì các bạn chỉ có cái chạy thì cây mở VIP thôi này. Chính là chạy thì cây cái này này, mở VIP này này, đó. Rồi chờ 10 giây nữa là chúng ta sẽ có xe. Đấy, có những cái cung rất là ngon, đi rất là gần mà được tiền tiền nhá. Có cung này đi xa bãi đạn nhưng mà cũng đi rất ít tiền luôn. Rồi mình sẽ lái con này. Con Ranger 2021. 3 cầu 3 chân. Rồi, chúng ta sẽ đi từ biển đi Đắk Lắk. Rồi đây là em xe. Con này phải bật đèn này, nhìn nó mới đẹp. Đèn mi này, thì bật đèn bên trong nữa này. Con này còi hay đấy, còi nhại luôn này. Con này có còi nhại luôn. Xịn, được cái còi nhại. Bên ngoài này, bên ngoài thì giống cái kia thôi, màu đỏ thì rất đẹp luôn. Con này mà độ hình ngôi sao Việt Nam thì quá bá luôn. Mình thích màu đỏ lên tất cả các dàn xe mình. Con nào mình đã lái trải nghiệm rồi mình sẽ đều màu đỏ. Đó. Bên ngoài thì khá đẹp luôn. Chúng ta đi ở bên trong. Một xe này xịn đấy. Và định vị này. Gương thì nói chung cũng dễ nhìn. Nhưng con này dễ nhìn. Phải cũng được. Con này dễ nhìn đấy. Đẹp. Cũng chỉnh kính nhé. Mình sẽ hạ cái kính này xuống này cho nó sáng xe buổi mùa. Ở bên kia ở thế này.
xem thế nào nào. Vào luôn, chỉ cần nhìn một gương thôi, không cần căn hạ gái. Rồi đây là bên trong chiếc xe của chúng ta, sẵn đi móc không. Xem thử móc không của xe này nó có đẹp không. Đẹp phết đấy chứ, con này đẹp. Con này đẹp đấy. Mọc này, mọc vàng quá hợp với màu đỏ luôn, cùng một tông ấm. Rồi, giờ mình sẽ lái thử nha, xem chất lượng thế nào. Hôm nay thì chắc là mình nghĩ là nó sẽ yếu thôi. 380 HP thì không thể nhanh khỏe được. Vừa chứ, bật gắn kính đó. Giật giật sao này. Mình thử xem tép vô lăng nhé. Sao lúc nãy mình lên cầu nó bị dính vào rồi nhỉ? Chẳng nhẽ là nó cứ bấm còi ra được rồi. Đi 68 cây rồi. Khỏi ấn tượng đấy, khỏi nhạc. Phanh cũng ăn đấy chứ. Giờ nó đi tốc độ thấp. Đi có 6 mấy rồi. Lâm vào xe mình phát vang đi cây số. Đừng khỏi khoai các bạn. Cua liên tục. Rồi.
mà bỏ tay lái cái nó ra sang lạt khác. Mà đi đến vùng này thì lên nhanh tay đấy. Sao thế? Mình vẽ mọt cái sao?
bị ghế mọc rồi, không đi được nữa. Mẹ ơi, chuyện nó mất lặng. Đi qua cây xăng này vào bến. Nói chung con xe này không ngon lắm, mình đi bị tay lái bị giật. Điểm trên. Phanh không quả phanh cháy lốp, không phải là phanh được. Khó lái thế nhỉ, mình không qua được, ra kia quay vậy. Chỗ này không quay được đúng quá, tắt cột điện thôi. Mình đi vòng ra sau mình quay lên đấy. Thank you.
sao vào được cái bến đấy. Ghê bảo ơi, tự nhiên nó cắt của mình cái phần đấy đi. Đang đỗ chờ đèn đỏ tự nhiên lại ra tận đây rồi. Sao? Chung xe không ngon lắm.